cho lên chất đựng van này. Cái bánh này bị mà kỳ này mình đóng lên không thể hết tiền. Có cái bịt bóng rồi. Có bịt bóng rồi nhưng mà cô sợ lắm. Giờ mấy cái máng trong kia chuẩn bị lấy cái này trộn đi. Trộn đi làm như ủa, trộn đi là bỏ nhân ý, bỏ đậu vô. Để thực hiện một chiếc bánh chưng 2,5 tấn để cúng ngày giỗ tổ cần một khối lượng nguyên liệu gồm có là 1.200 ký nếp, 300 ký đậu xanh, 200 ký lô thịt và 300 ký lá chuối. Thời gian nấu chúng tôi sẽ dự kiến nấu là trong 70 tiếng và chúng tôi sẽ vớt ra vào đúng ngày cúng giỗ tổ. Mình nhắc nhở chung cho thế hệ nhất thế trẻ bây giờ hiện nay nó có một dấu ấn đối với giỗ của mình để mình có thể là mình tạo một cái dư luận cho xã hội tới là tấm lòng của tất cả người dân đối với ngày giỗ tổ, qua đó mà cũng mang đến là tất cả làm sao mình hướng về đất tổ qua cái sự hôm nay.